Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì mình là Duy hay còn Daniel. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng một cái REST API cơ bản. Thì qua cái video này các bạn sẽ được tìm hiểu về những công nghệ ở phía backend như là MongoDB, Mongoose, Express, Node.js và cũng như là cách test cái REST API của các bạn ở trên Postman. Thì ok, bắt đầu thôi. Ok, thì cái project trong cái video lần này sẽ là một cái REST API về một cái tiệm sách. Thì các bạn sẽ thấy là trong cái folder trong Postman này nó sẽ có bookstore, book và author. Thì những cái HTTP request ở trong cái project này nó chỉ là GET đơn giản thôi. Thì GET có nghĩa là create, read, update và delete. Thì đó là bốn chức năng, bốn thao tác cơ bản của khi mà các bạn giao tiếp với database cũng như là API. Thì các bạn có thể thấy là nó chỉ là những chức năng cơ bản thôi. Thì cái API này để làm gì? Thì trước hết là mình có thể thêm tác giả. Thì ở đây các bạn thấy là mình sẽ thêm bác Nguyễn Nhật Ánh và năm sinh. Thì nếu mà mình get all author đi, hiện tại bây giờ các bạn thấy là nó sẽ chưa có ai hết, là tại vì mình chưa thêm tác giả. Bây giờ mình sẽ thêm bác Nguyễn Nhân Ánh vào. Thì bây giờ khi mình thêm, các bạn sẽ thấy nó sẽ trả về cái document của bác Nguyễn Nhân Ánh và cũng như là ID của bác. Thì mình sẽ copy cái ID này. Thì bây giờ khi mình get all author đi, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra ID của bác Nguyễn Nhân Ánh cũng như là tên của bác Nguyễn Nhân Ánh và sách cũng vậy. Thì bây giờ khi mà mình get all tất cả cuốn sách thì nó sẽ chưa có gì hết, và bây giờ mình sẽ add một cuốn sách. Thì khi add cuốn sách mình sẽ cần có cái tên. Thì đây là tên của cuốn sách, đó là Tôi thấy hoa vàng như có xanh. Tiếp theo là ngày của cái cuốn sách, thì đây là ngày cuốn sách và thể loại cũng như là tác giả. Thì bây giờ mình sẽ dán cái ID đó vào. Đây là cái ID của bác Nguyễn Nhân Ánh. Thì bây giờ khi mình send đi thì nó sẽ trả về như thế này. Và khi các bạn get all author lại, các bạn sẽ thấy là cái ID của cuốn sách đó sẽ được thêm vào đây. Và điều đặc biệt ở đây là khi các bạn chỉ muốn lấy thông tin của cuốn sách đó thôi. Thì ví dụ mình chỉ muốn lấy thông tin cái cuốn sách Tôi thấy hoa vàng cho con xanh thôi, thì mình sẽ cần cái ID của cuốn sách đó. Và bây giờ khi mình lấy nó, mình chỉ cần thêm vô cái request này nè, mình thêm cái ID của nó vào bên đây. Và bây giờ mình bấm send, thì nó sẽ trả về tên cuốn sách, ngày, đăng, thể loại và cũng như là thông tin của tác giả cuốn sách. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện thêm cái thông tin tác giả ở đây là bác Nguyễn Nhân Ánh. Thì các bạn thấy là bên cái get all books này nè, nó chỉ hiện cái ID của tác giả thôi. Còn cái thằng get all books này thì nó có hiện rõ ra là tên tác giả này nọ luôn. Thì để làm sao làm được như vậy thì các bạn sẽ được biết trong cái video, cho nên các bạn đừng lo. Rồi tiếp đến mình có thể thêm những cuốn sách khác. Mình có thể thêm ví dụ cuốn sách Mắt biết đi. Năm thì mình không nhớ cho lắm. Hình như là năm cũng lâu rồi, như tầm năm 1990 hả ta? Tầm đó. Và tác giả thì vẫn là bác Nguyễn Nhật Ánh. Bởi vậy cái ID sẽ vẫn là y chang vậy. Và bây giờ mình nhấn send. Đó thì nó được thêm vào. Và bây giờ khi mình get all books thì nó sẽ có hai cuốn sách ở ngay đây. Đó là sách Tôi thấy hoa vàng như có xanh và Mắt biết. Và bây giờ khi mình get all author thì nó sẽ có hai cái ID trong đây. Và nếu mình chỉ muốn thông tin của bác Nguyễn Nhân Ánh thôi, mình có thể get an author, tức là một người tác giả duy nhất. Và mình thêm cái ID đằng sau đây. Và bây giờ khi mình send thì nó sẽ trả cho mình thông tin của những cuốn sách, bao gồm tên của những cuốn sách chứ không phải là cái ID của nó nữa. Đó thì nó sẽ có thêm mọi thông tin. Và mình cũng có thể thêm tác giả nữa. Mình có thể thêm một tác giả khác. Ví dụ mình có thể thêm tác giả Nam Cao đi. Bác Nam Cao sinh năm 1917. Nam Cao cho bên Nam Cap. Nam Cao. Ok, thì bây giờ khi mình nhấn send thì sẽ được thêm vào database. Và khi mình nhấn get all thì các bạn sẽ thấy là sẽ có hai tác giả Nguyễn Nhân Ánh và Nam Cao. Thì Nam Cao mình chưa có thêm sách nào hết, thì bởi vậy các bạn sẽ thấy là book sẽ không có gì hết. Và như các bạn có thể biết là mình có thể thêm cuốn sách vào cho Nam Cao. Thì mình có thể lấy ID của bác Nam Cao và mình có thể thêm tên là Lão Hạt. Này thì chắc ai cũng biết rồi. Rồi mình sẽ thêm author ID là của bác Nam Cao. Đó, thì bây giờ khi mà mình get all author lại, các bạn sẽ thấy là trong cái cuốn sách của bác Nam Cao thì sẽ có một cái cuốn ID của cuốn Lão Hạt. Đó thì nó sẽ như thế này. Và các bạn có thể làm thao tác, tức là delete author và delete book, có nghĩa là xóa đi cũng như là update. Thì mình sẽ đi sâu vào những cái này khi mà làm project, tại cái này chỉ là một cái preview thôi. Thì ví dụ cho cái phần update, thì khi mình get all books, giả bộ mình muốn thay đổi tên của cuốn sách này, thì cái tên cái cuốn sách này bây giờ là Tôi thấy trên hoa vàng cho có xanh đúng không? Thì bây giờ khi mình muốn update, mình sẽ cần cái ID của cuốn sách đó. Mình sẽ cần cái ID của cuốn sách đó và cái tên mới. Thì tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh phần 2 đi. Lưu lại và send. Thì sẽ ghi là updated successfully. Thì bây giờ khi mình lấy lại những tất cả cuốn sách, các bạn sẽ thấy là cái tên nó sẽ được đổi thành Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh phần 2 và tác giả sẽ vẫn là bác Nguyễn Nhân Ánh. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái database của mình.
Thì có thể thấy là cái database nó sẽ có hai phần là author và books. Thì khi mà phần author này, các bạn sẽ thấy nó đang loading, nó sẽ hiện hai tác giả ra, đó là bác Nguyễn Nhật Ánh và bác Nam Cao. Và books sẽ là một cái array như thế này. Đó, cũng như trong cuốn sách, các bạn sẽ thấy là sẽ có tổng cộng là ba cuốn sách, đó là Tôi thấy hoa vàng trong cuốn xanh phần 2, Mác Viết và Lão Hạt. Và các bạn sẽ thấy là sẽ có thông tin của tác giả ngay đây. Thì đó là project của chúng ta ngày hôm nay. Thì ok, bắt đầu thôi nào. Rồi thì bắt đầu thì chúng ta sẽ mở VS Code của chúng ta lên. Thì các bạn thấy là cái folder của mình chưa có gì hết, thì các bạn chỉ cần tạo một folder rỗng thôi. Thì để bắt đầu cài đặt thì mình sẽ vào cái terminal để mình bắt đầu cài đặt cái thằng expression nào của mình. Thì nó sẽ như sau. Các bạn sẽ gõ lệnh npm init như thế này. Thì nó sẽ bắt đầu tạo cho các bạn những file như là package.json này nọ. Thì bây giờ các bạn chỉ cần việc nhấn enter enter thôi. Đó, chỉ việc nhấn enter như thế này. Ok, thì em sẽ thấy nó có cái file package.json này của các bạn. Và tiếp tục mình sẽ có một file gọi là index.js. Thì mình sẽ index.js. Thì cái file này sẽ chứa những cái điều cần thiết của cái server của mình. Thì mình sẽ vào cái file package.json này, mình sửa cái script là thành start. Và tiếp tục trong đây sẽ là node index.js để nó có thể chạy cái file index.js đó khi mà mình dùng npm start. Rồi, thì tiếp tục mình sẽ cần phải tải những thứ cần thiết cho cái project này. Thì như mình nói là cái project này sẽ xài Mongoose Express này nọ. Thì đây là lúc mình sẽ tải nó về. Thì mình sẽ xài npm install những thứ như sau. Thì mình sẽ tải Express Mongoose. Tiếp tục là mình sẽ tải course. Thì cái course này là để khi mà mình upload nó lên cái một cái, mình deploy nó lên một cái server thì nó sẽ không bị cái lỗi course. Thì các bạn nào biết lỗi course rồi các bạn sẽ thấy. Rồi tiếp đến là mình sẽ cần body parser để mình có thể parse nó thành dạng JSON này nọ để nó có thể dễ dàng hơn. Và tiếp tục là mình sẽ cần Morgan. Thì Morgan này họ mình sẽ cho các bạn thấy là Morgan nó làm cái gì. Thì mình sẽ cần .env. Thì .env là để mình sử dụng cái file .env. Thì trước hết các bạn sẽ tải về rồi mình sẽ giải thích là những file này nó làm gì, những cái package này nó làm gì, những chức năng gì. Thì bây giờ mình chỉ cần việc nhấn enter thì sẽ bắt đầu tải cho các bạn. Thì sau khi tải thì các bạn sẽ thấy nó hiện cái file package.log.json này lên. Và khi bạn check cái package.json các bạn sẽ thấy là nó sẽ tải những cái dependency này về. Đó. Thì mình sẽ bắt đầu mình gõ setup cái server mình một cách đơn giản thôi. Thì trước hết mình sẽ xài express require express. Tiếp tục mình sẽ, thì đơn giản mình chỉ require những cái package mình đã tải thôi. Thì mình có course này nọ thì bây giờ mình chỉ cần require nó thôi. Và mình sẽ xài const app bằng express. Và rồi tiếp đó mình sẽ xài cái thằng mongoose require mongoose. Thì đó, thì mình xài cái gì rồi mình chỉ cần lấy ra thôi. Thì body parser là require body parser. Tương tự Morgan. Đó, thì đơn giản mình chỉ khai báo ra thôi. Còn thiếu thằng .env nữa. Thì const .env require .env. Ok, thì bây giờ trước hết mình sẽ cho một cái listen của nó trước. Thì app.listen 8000. Mình sẽ chọn cái port của nó là 8000. Thì khi mà nếu mà cái server đang chạy á thì mình sẽ muốn console.log ra là cái server này đang chạy. Server is running. Là như thế này. Ok. Thì bây giờ khi mà mình thử thì bây giờ mình có thể thử chạy nó bằng cách dùng npm start. Các bạn sẽ thấy là khi mình làm vậy nó sẽ bảo là server is running, tức là cái server mình nó đang chạy rồi. Thì rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi và mình thêm những thứ khác nữa. Thì trước hết mình sẽ thêm app.use body parser.json và mình sẽ giới hạn cái limit của nó lại là 50 MB thôi. Đó, thì cái thằng body parser này nó như mình nói là nó có tác dụng là để parse cái dạng JSON về. Thì nó sẽ giúp các bạn khi mà các bạn gửi mấy cái API request mà dưới dạng JSON á, nó sẽ giúp các bạn parse nó
vô document cái kiểu thì nó sẽ tiện hơn. Rồi tiếp tục là mình sẽ có app.use course. Và cuối cùng là app.use Morgan. Thì mình sẽ lấy Morgan dạng comment. Thì thằng Morgan này là đơn giản là khi các bạn send request nào đó, nó sẽ giúp các bạn báo dưới terminal. Thì hồi khi mà mình send API request đó, các bạn sẽ thấy là nhờ cái thằng Morgan này nó sẽ hiện ở dưới đây. Và xíu nữa các bạn sẽ thấy là nó làm được việc gì. Thì bây giờ mình sẽ lưu lại. Thì đây chỉ là một cái server đơn giản thôi. Bây giờ mình npm start lại thì nó sẽ vẫn y chang như vậy, không gì thay đổi hết. Đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ vẫn bảo là server is running. Thì trước hết mình sẽ làm một cái chương trình hello world đơn giản. Thì mình có thể tạo một cái get request đơn giản như là app.get. Đó, mình sẽ tạo một cái get request đơn giản thôi, API đi, cái route sẽ là API. Và tiếp tục mình sẽ trả về, mình sẽ bảo là response.status 200.json hello. Đó, thì bây giờ khi mà mình bấm npm start thì nó sẽ bảo là server is running. Nhưng mà bây giờ khi mà mình vào cái sạc API này nè, bây giờ mình sẽ mở cái website. Bởi vì nãy mình bỏ cái port là 8000, mình sẽ vào cái port 8000, localhost 8000. Thì 8000 nó sẽ không có gì hết. Đó, cannot get. Tại vì nãy mình để là sạc API, thì bây giờ mình để sạc API. Các bạn sẽ thấy nó sẽ trả về hello. Thì đó là một cách đơn giản nhất mà cách API hoạt động, là khi các bạn nhấn vào cái endpoint này, sạc API nó sẽ trả về cho các bạn. Vì đây là get request nên nó sẽ trả về cho các bạn là hello. Nhưng mà mình sẽ không làm đơn giản như vậy, cho nên mình sẽ xóa cái này. Và mình cái project của mình sẽ cần tới một cái database, đó là mình sẽ xài MongoDB cùng với Mongoose. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái database. Thì sau đây là cách setup database. Thì các bạn có thể xài MongoDB Atlas hay là Cloud hay là cái gì đó tùy các bạn. Thì mình sẽ xài MongoDB Atlas. Thì mình sẽ vào cái trang web của MongoDB ở ngay đây. Thì các bạn nào mà chưa có tài khoản, các bạn sẽ tạo tài khoản rồi làm theo các bước nó yêu cầu này nọ này nọ. Rồi cuối cùng là các bạn sẽ bấm cái nút New Project ở trên đây. Và các bạn đặt tên project của các bạn. Thì mình sẽ đặt tên nó là My Bookstore đi, tức là tiệm sách của tôi. Next. Và các bạn có thể thêm member này nọ. Create Project. Thì bây giờ nó sẽ tạo project cho các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn cái nút Build a Database. Và các bạn sẽ chọn Free. Còn bạn nào mà muốn trả tiền thì trả tiền. Còn mình sẽ chọn một cái Free. Thì tại vì cái này chỉ là một cái tutorial thôi. Thì bởi vậy Free là đủ rồi. Rồi cuối cùng mình sẽ bấm Create Cluster. Vì các bạn nhớ là nó đang Free nha. Đó, Free. Không cần tốn gì hết. Create Cluster. Thì cái Create Cluster này nó sẽ tốn thời gian một tí. Và trước khi mà tạo Create Cluster, các bạn sẽ thêm những cái này. Thì cái username và cái password này rất là quan trọng nên các bạn cần phải nhớ. Thì username mình sẽ đặt tên mình anhdim202. Password thì bạn muốn cho gì bạn cho. Rồi cuối cùng thì cái này mình chọn là my local environment IP address, các bạn có thể bấm là add my current IP. Và cuối cùng là bấm finish and close. À, các bạn nhớ là bấm create user ngay nữa nha, bấm create user ngay nữa. Rồi bây giờ các bạn có thể bấm finish and close. Ok. Và trong lúc này nó sẽ tạo cái database của các bạn. Thì các bạn sẽ chờ cho khi nào mà nó hiện cái database thì mới làm được. Vì khi này, lúc này thì các bạn thấy là nó không nhấn gì được hết. Thì các bạn phải chờ khi nào cái database được tạo ra. Đó, rồi sau khi chờ một hồi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện cái cluster của các bạn ra. Và tên cluster thường thường sẽ là cluster 0. Và để mà connect, các bạn sẽ bấm cái nút connect này ở ngay đây. Và các bạn sẽ bấm là connect your application. Và các bạn chỉ cần cái link này thôi. Đó, các bạn chỉ cần copy cái link này thôi là được. Ok, thì trước hết các bạn khi mà các bạn bấm cái Browse Collection này á, các bạn sẽ thấy là cái database của các bạn nó sẽ trống trơn, chưa có gì hết, là tại vì mình chưa có gì. Đó, thì để các bạn thấy là vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ kết nối với cái database này, thì làm sao để kết nối nó? Thì mình sẽ vào cái thằng VS Code của mình lại. Thì mình sẽ vào cái VS Code của mình lại và mình sẽ connect database. Connect database. Thì để connect, để kết nối với cái database này thì Mongoose nó sẽ giúp mình. Mình sẽ xài mongoose.connect. Và trong đây sẽ có hai cái. Các bạn thấy là nó sẽ có một cái URI và cuối cùng là một cái callback. Thì URI là cái link của mình. Bây giờ mình sẽ dán vào.
Và tiếp theo là một cái callback, là sau khi mà connect nó sẽ hiện gì thì mình sẽ cần console.log là nó đã kết nối với lại cái database này, thì chỉ cần là connect to MongoDB thì các bạn muốn nhấn gì trong đây cũng được hết. Đó. Thì bây giờ khi mà các bạn chạy cái này nó sẽ không hoạt động, là tại vì các bạn cần phải thêm cái chỗ password này nè. Đó, thì các bạn phải điền vào cái password này. Thì cái password của mình là như thế này. Đó, các bạn đừng có chân cái password mình nha. Rồi, nó sẽ hiện như thế này. Và bây giờ khi mà mình chạy npm start thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện connected to MongoDB ở dưới đây, có nghĩa là nó đã connect cái database rồi. Và cái server nó vẫn chạy bình thường. Tức là có nghĩa là các bạn đã kết nối cái database thành công rồi. Nhưng mà các bạn cũng có thể thấy là nếu mà mình cho cái project này lên GitHub hay này nọ thì cái link này nó sẽ rất là nguy hiểm. Là tại vì ai mà có cái link này là cũng có thể kết nối vô cái database của các bạn, thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy mình sẽ cần một cái file gọi là .env. Mình sẽ tạo một cái file .env. Thì cái file này là environment variable, tức là chứa những cái thông tin tuyệt mật của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào đây, mình bấm là mongo, đặt tên cho nó là mongodb url đi. Và sau đó mình sẽ dán cái link đó vào control v. Đó, mình sẽ dán y chang vậy vào, không cần thêm chấm phẩy, không cần thêm dấu nháy gì hết nha, chỉ cần dán cái link vào thôi. Và tất nhiên là phải sửa cái password lại. Đó, phải thêm cái password vào thì mới được. Thì trong đây mình sẽ xóa cái thằng này đi, tại vì mình không muốn nó bị lộ ra. Thì để mà các bạn có thể xài cái file env đó, các bạn sẽ cần có cái .env này. Đó. Và các bạn sẽ cần phải nhấn là process.env. Tiếp theo là cái tên của cái file của các bạn, cái tên của cái mặt bạn đặt tên nè, thì mình đặt tên là mongodb url. Thì mình sẽ lấy cái tên này, mình dán vào. Đó. Nhưng mà vẫn chưa được, là tại vì các bạn muốn cái này nó đọc cái file env, các bạn phải thêm một cái package là .env này. Thì trước hết mình sẽ phải xài cái lệnh là .env.config. Đó. Thì bây giờ thì nó mới xài cái process.env.mongodb.url này. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại xem nó có hoạt động hay không. Npm start. Đó, các bạn thấy là nó sẽ vẫn connect vô bình thường, có nghĩa là cái file env này nó đang hoạt động và rất là tốt. Thì các bạn có thể thắc mắc là mình thêm cái .env này, file này thôi, thì lên GitHub người ta chỉ cần vô cái file .env này là người ta vẫn coi được bình thường. Thì cái đó cũng hợp lý. Thì bởi vậy mình sẽ cần thêm một cái file nữa, đó chính là file .gitignore. Thì cái file .gitignore này nó sẽ giúp mình không có up mấy cái file như là .env này lên GitHub này nọ. Thì cái file gitignore này mặc dù là nó ignore, nó làm lơ cái file đi, nhưng mà nó sẽ vẫn hoạt động bình thường. Thì bây giờ mình chỉ cần bấm là .env. Và thường thường người ta cũng sẽ muốn ignore cái file node module này luôn, tại vì cái file node module này nó thường thường nó rất là nặng và người ta không muốn có cái node module này. Thì bây giờ mình sẽ bấm là chấm node module luôn, lưu lại. Thì bây giờ khi mà nếu mình có push nó lên GitHub á, thì nó sẽ không lấy hai cái file env và node module này. Thì bây giờ sau cái video này các bạn check cái GitHub mình thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có cái hai cái file này trong đây, nhưng mà nó sẽ vẫn chạy bình thường. Ok, thì đó là git ignore. Thì bây giờ cấu trúc của các file mình sẽ tạo nó theo mô hình là MVC, có nghĩa là Model View Controller. Thì bởi vậy mình không xài cái app.get hồi nãy như các bạn thấy. Thì mình sẽ cấu trúc cái file của mình như sau. Mình sẽ tạo một cái folder mới, mình đặt tên nó là Model. Đó, thì cái file này nó sẽ chứa toàn bộ cái database model của mình. Và tiếp theo là controller. Và cuối cùng là một cái file route để chứa những cái route của mình. Đó. Thì trước hết, bình thường người ta sẽ bắt đầu với lại file model hoặc là route trước, tại vì file controller này là nó sẽ nằm cho file route luôn, nó sẽ liên quan tới file route. Thì mình sẽ làm file model trước. Thì mình sẽ tạo một cái file mới, đặt tên là model.js. Thì file model này là gì? Thì file model này là để mình tạo khung cho cái database, có nghĩa là một cái database nó cần phải chứa gì. Kiểu như cái database của mình thì phải cần có author, có book. Cái book nó sẽ có gì, cái author phải có cái gì. Thì đó là cái chức năng của cái model. Thì ok. Thì trước hết mình sẽ cần mongoose. Đó, thì bây giờ mình sẽ tạo, trước hết là mình sẽ tạo cái book đi.
mình sẽ tạo cái book, mình sẽ đặt tên nó là book schema, và nó sẽ là một cái Mongo schema mới. Thì bây giờ các bạn chỉ cần việc nghĩ là cái book của mình nó sẽ cần có cái gì. Thì tất nhiên là cuốn sách thì phải có cái tên của cuốn sách, thì nó sẽ là name cuốn sách. Và trong cái name này các bạn có thể cho nó biết là nó là thuộc type gì. Thì cái này sẽ là type string, tức là những chuỗi ký tự. Và mình sẽ thêm một cái điều kiện là require là true, là tại vì phải có cái tên cuốn sách mới được, chứ sách mà không có tên thì sẽ gọi là sách. Đó, thì đó là cái đầu tiên, cái attribute đầu tiên của cái thằng book schema này, đó chính là name, là tên. Tiếp tục mình sẽ có publish date, tức là ngày phát hành. Thì cái, ở trong Mongoose nó sẽ có một cái type là date thì vẫn được, nhưng mà mình sẽ xài type string cho nó dễ, tại vì mình không nhớ rõ những cái ngày của cuốn sách, bởi vậy mình cho type string thôi, để nó không bị lỗi này nọ do bộ thiếu ngày thiếu tháng gì hết, thì mình chỉ cho nó là type string thôi. Rồi cái này require cũng được, còn không có cũng được. Và tiếp tục là genre, tức là thể loại sách. Thì thể loại sách nó sẽ có nhiều thể loại. Thì ví dụ một cuốn tiểu thuyết nó cũng có thể có thể loại là kinh dị, thể loại lãng mạn này nọ, chứ không phải nhất thiết là chỉ có một thể loại thôi. Thì bởi vậy mình sẽ cần một cái array. Thì để mà sử dụng type array nó sẽ như sau, sẽ là cái dấu ngoặc của array và tiếp theo là cái type. Thì đây sẽ là một cái array ký tự, một cái array chuỗi string. Đó thì sẽ là type array như thế này. Rồi, tiếp đến là mình sẽ có tác giả, author. Thì nãy như các bạn thấy cái demo của mình là tác giả của mình nó sẽ có tên, tên tác giả, ngày sinh của tác giả, rồi tiếp theo là cuốn sách của tác giả. Thì bây giờ nếu mà mình bấm là type string thì nó cũng không hợp lý lắm, tại vì đâu có thể nào mà access hết tất cả cái thông tin của tác giả đâu. Thì bởi vậy cho tác giả này, cho cái mục tác giả này nè, mình sẽ cần phải liên kết nó với một cái schema khác, để khi nào mà mình cần cái thằng author á thì mình có thể lấy cái thông tin của schema đó, như là tên, tuổi, ngày tháng này nọ, để mình có thể xài. Chứ bây giờ mình ngồi mình liệt kê hết ra ở trong một cái schema book này thì nó không xứng đáng, không có đáng. Thì bởi vậy cái type của nó sẽ là mongoose.schema.types.objectid. Thì cái type này nè, các bạn có thể thắc mắc là type này là gì. Thì cái type này là đơn giản là nó sẽ là một cái dạng object ID cho một cái schema khác. Tại vì khi mà các bạn tạo một cái schema trong MongoDB á, nó sẽ cho các bạn một cái ID. Nó sẽ cho bạn một cái ID như thế này. Nó sẽ cho bạn một cái ID. Rồi tiếp theo là ID gì là gì đó mình không biết. Nó sẽ cho bạn một cái ID như thế này. Thì cái mongoose.schema.types object ID này á, thì nó sẽ giúp các bạn là cho biết cái type của nó là cái dạng ID này, để khi mà các bạn có thể xài một cái câu lệnh của Mongoose thì nó sẽ biết là các bạn đang nói về một cái thằng object khác. Và mình sẽ phải thêm một cái để liên kết nó với lại cái thằng author, đó chính là thêm cái ref và cái tên author. Cái tên sẽ là author. Thì các bạn sẽ thắc mắc là cái tên author này đến từ đâu, thì hồi mình sẽ giải thích là làm sao để biết là cái tên đó là author. Ok. Thì bây giờ mình có thể let book bằng Mongoose, mình sẽ tạo model cho nó. Thì mình sẽ đặt tên là book, và nó là sẽ là book schema. Và cuối cùng mình sẽ module.export nó, thì sẽ export cái book này đi. Ok, thì đó là cái schema đầu tiên của mình. Thì tiếp đó là mình sẽ làm schema của author. Author schema new mongoose schema. Thì author sẽ cần có gì? Sẽ cần có tên, tên tác giả, sẽ là type string. Tiếp theo là năm của tác giả, hoặc là ngày tháng năm luôn, tùy các bạn. Thì Mongoose nó còn có một cái type là number, tức là số thôi đó. Thì mình sẽ bấm number như thế này. Number. Và tiếp theo là books. Thì cái type books này nó sẽ refer, nó liên kết với lại cái type book schema này ngay đây. Nhưng mà các bạn biết là một tác giả có thể có nhiều cuốn sách, nhưng mà một cuốn sách thì thường thường chỉ có một tác giả thôi. Thì bởi vậy cái books này của mình nó sẽ là một cái array. Và cái array này nó sẽ là một cái array object. Đó sẽ là type mongoose.schema.types.objectid. Dấu phẩy. Và mình sẽ phải liên kết nó với lại thằng book schema để mình có thể lấy thông tin của những cuốn sách đó. Thì mình sẽ là ref book.
Thì các bạn có thể đoán được là cái book này á, là cái tên này á, nó sẽ trùng với lại cái book ở dưới đây. Đó, thì nó phải trùng với lại cái tên dưới đây. Thì đơn giản tương tự là cái thằng author này nó sẽ phải trùng cái tên khi mà mình export cái thằng author ra. Thì bởi vậy mình sẽ bấm là let author mongoose.model và tiếp tục đặt tên cho nó là author. Thì bạn đặt tên gì trong đây cho nó, thì khi bạn ref nó các bạn phải đặt y chang vậy. Giả bộ nếu mình đặt ở đây là author 2 thì mình sẽ phải ghi là ref author 2 như thế này. Còn ở đây mình đặt author thì bởi vậy mình chỉ cần ref author thôi. Và mình sẽ lấy author schema và mình phải export cả hai luôn, tức là book lẫn author. Đó, thì export book và author là hai cái này nè. Ok, thì nó lại lần nữa, cái type object ID này và cái ref này là giúp mình có thể liên kết hai thằng này với nhau. Và tương tự là author sẽ liên kết với book và book sẽ liên kết với author. Và author sẽ có nhiều book, sẽ có nhiều cuốn sách, bởi vậy mình sẽ có một cái array. Còn book thì chỉ có một author thôi, thì bởi vậy mình không có array ngay đây. Thì đó là cái thằng model của mình. Thì đó là cái model thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái thằng route này để mình thực sự mình xài nó, bắt đầu viết mấy cái route này nọ như là set API, các kiểu. Thì trước hết mình sẽ thêm một cái file ở trong đây. Mình sẽ bắt đầu với lại author trước đi. author.js. Thì bắt đầu với route thì mình sẽ cần có router của express require express chấm router. Đó, thì bây giờ cái route đầu tiên của mình sẽ là route thêm tác giả, tại vì phải thêm tác giả thì mới có thể nào mà get tác giả được. Thì mình sẽ có route add author. Thì mình có thể xài router chấm get chấm post. Thì khi mà các bạn muốn thêm hay là gì hết, các bạn sẽ dùng câu lệnh là post. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về HTTP request. Thì trong cái video này, như nãy mình nói, mình sẽ có 4 cái cơ bản là get, post, put và delete. Thì ở đây mình sẽ xài post là dành cho cái hành động là thêm tag này nọ. Thì cái route của nó sẽ là set, tức là set luôn, không có gì hết, chỉ có set thôi. Thì trong đây các bạn có thể thêm là request, response. Và tiếp tục là các bạn ghi cái code của các bạn dưới đây. Còn mình thì mình sẽ xài cái thằng controller. Như lúc đầu mình nói, mình sẽ xài theo mô hình MVC. Bởi vậy mình sẽ không thêm cái request response này ở ngay đây, mà mình sẽ thêm nó vào một cái folder khác. Thì mình sẽ để yên như vậy, chưa làm gì hết. Thì bây giờ mình sẽ vào cái thằng controller của mình này nè. Mình sẽ tạo một cái file mới. Mình đặt tên nó là author controller. Thì cái file này nó sẽ đảm nhận chứa những cái controller ở trong đây. Thì bởi vì mình đang nói về author, mình sẽ cần cái model, tức là author và book luôn. Thì mình sẽ lấy nó từ cái thằng model. Đó, mình sẽ lấy từ model. Và tiếp tục, mình sẽ có đặt tên cho cái này là author controller. Thì trong đây nó sẽ bao gồm những cái controller của mình. Thì nãy như mình nói là mình sẽ có thằng add author. Thì mình sẽ đặt tên là add author ở đây. Thì nó sẽ là một async request response như thế này. Đó, thì trong đây chưa có gì hết. Thì để mình export nó ra, thì mình sẽ export như sau. Sẽ là module.export bằng author controller. Thì bây giờ mình có thể thêm cái controller ở trong đây. Author controller.add author như thế này. Đó. Thì đó là cái cách các bạn có thể xài controller là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ test nó thử hơi. Mình sẽ chỉ cần bấm là response.status 200 JSON request body đi. Thì các bạn có thể thắc mắc là cái request này với lại response này là gì. Thì request là những yêu cầu mà phía client người ta gửi đi. Thì các bạn có thể hiểu là giả bộ client gửi cái tên của client đi, thì cái request này sẽ là request.body.name hay là gì đó đó. Và response sẽ là cái cách mà cái API của mình, cái server của mình nó trả lời lại. Thì các bạn có thể hiểu cái code này là mình sẽ trả lời lại status 200 có nghĩa là gửi thành công. Và dạng JSON là request body, tức là mình sẽ gửi lại những gì mà client đã gửi cho mình. Đó, thì mình sẽ lưu lại. Rồi, bây giờ mình sẽ cần phải export cái router này ra. Mình sẽ export nó.
model.export router để xài nó. Thì bây giờ mình sẽ test nó thử cho các bạn coi. Mình sẽ vào index.js và mình sẽ cần phải import cái route đó. Mình sẽ đặt tên nó là author route và require route và cuối cùng route mình là author để mình có thể xài cái router đó. Và cuối cùng ở dưới đây mình sẽ khai báo những cái route mình xài. App.use app.use thì cái tên của cái route mình sẽ là /v1/author và cuối cùng là mình sẽ xài cái author route này cho cái route đó. Thì bây giờ mình sẽ test npm install npm start chứ, npm start. Và tiếp tục là bây giờ câu chuyện của nó là làm sao để mình test. Thì lúc đầu mình có thể, thì lúc đầu mình cho các bạn thấy là mình có thể lên thẳng cái browser để mình test, nhưng mà vậy thì nó sẽ cực. Tại vì cái này là chỉ get request thôi, còn post request thì nó không có lên browser chỗ này được. Thì bởi vậy mình sẽ xài Postman. Thì Postman nó là một công cụ để mình có thể test mấy cái API này. Như các bạn thấy ở đầu video đó, thì mình sẽ test API bằng Postman. Thì các bạn có thể tải Postman, các bạn chỉ đơn giản là lên web search download Postman. Đó, thì các bạn, nó sẽ hướng dẫn các bạn cách tải. Các bạn có thể tải cái app hoặc là các bạn có thể xài trên web luôn. Đó, các bạn thấy nó có thể bảo là try the web version. Rồi khi tải về hình như nó sẽ có một cái icon ở đây và các bạn chỉ cần bấm là Open Postman thì sẽ hiện ra cho các bạn. Thì mình sẽ tạo một cái folder mới, một cái collection mới. Mình sẽ đặt tên nó là Bookstore API đi. Các muốn đặt tên gì đặt. Và trong đây mình sẽ tạo một cái folder mới. Thì cái folder này là sẽ liên quan tới tác giả thôi. Đặt tên là author. Và trong đây mình có thể tạo một cái request, add request. Thì trước hết mình sẽ cần tên cái request sẽ là add author. Đây là một cái post request. Cái đó các bạn thấy là nó có rất nhiều request nha. Mình chỉ cần post request thôi. Và cái URL này nó sẽ là http localhost 8000 và v1-author. Thì cái /v1/author này các bạn có thể biết là nó đến từ cái thằng này nè. Đó, /v1/author là đến từ đây. Đó là lý do mà mình có /v1/author. Còn cái localhost 8000 là do mình bảo là listen 8000, thì bởi vậy các bạn sẽ bấm là listen 8000. Rồi, thì bây giờ mình sẽ post. Thì mình phải vào cái body này, tại vì khi mình post mình bảo là request.body ở ngay đây nè. Đâu rồi? Đây, mình bảo là request.body, tức là mình phải post gì cho nó lên, nó mới trả về cho mình. Thì bởi thế mình sẽ vào đây. Raw dạng JSON. Và mình sẽ bấm cái bộ name alo alo đi để test thôi, chứ thiệt ra nó chưa có tác dụng gì với database hết. Save lại, bây giờ send. Các bạn sẽ thấy nó sẽ trả về cái name alo alo của cho mình. Và cũng như là giờ mình đó là age, cái bộ trăm tuổi, thì nó sẽ trả về y chang age 100 tuổi. Là tại vì trong cái code mình bảo là nó chỉ trả về những gì mình đã gửi. Đó, request body. Thì bởi vậy nó chỉ trả mình như đó thôi. Và các bạn thấy là trong cái terminal nè, nó sẽ báo những cái dòng lệnh này. Thì lúc đầu mình nói đó, những cái dòng lệnh này nó sẽ đến từ cái package Morgan. Từ cái Morgan này nè. Đó, cái Morgan này nè. Nó giúp mình thấy là cái request mình có thành công hay không. 200 là thành công nè. Và cái tác dụng của request là post hay là get gì này nọ. Thì đó là lý do mình tải cái Morgan đó về. Thì ok, thì đó là cách các bạn có thể thêm tác giả vào. Không hẳn là thêm nữa, chỉ là đơn giản là test trên Postman thôi. Thì bây giờ mình sẽ viết vài dòng code để nó có thể tạo cái author đó thật sự ở trong cái database. Thì bây giờ khi bạn vào database thì nó sẽ chấm chân, chưa có gì hết. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gõ code ở trong đây. Rồi, thì trước hết mình sẽ cần phải có try catch để mình có thể handle cái lỗi. Và khi mà error mình sẽ gửi cái status 500 về. Và JSON cái error đó. Thì status 500 có nghĩa là cái lỗi của cái server của mình. Thì các bạn, bạn nào muốn biết mấy cái số này có nghĩa gì, các bạn có thể lên mạng và các bạn search là HTTP request code. Thì nó sẽ hiện cho bạn những ý nghĩa của những con số như là 500, 200, 403 này nọ. Thì đó là cái 500 này. 500 là lỗi server. Thì cách tạo sẽ như sau. Mình sẽ đặt tên một cái biến gọi là new author. Và tiếp tục mình sẽ có new author request.body. Đó,
Thì nãy mình demo cho các bạn cũng biết là request.body chỉ đơn giản là những gì mình gửi lên thôi. Thì cái author này có nghĩa là cái model author này. Thì mình bấm new author request.body có nghĩa là khi mà mình gửi cái gì lên, nó sẽ chỉ chấp nhận những thứ bao gồm trong cái thằng author này. Thì chỉ có name, chứ books mới được chấp nhận thôi. Bây giờ mình thử gửi bộ một cái khác như là chiều cao này nọ thì nó sẽ từ chối, là tại vì nó không có trong cái request.body ở trong cái thằng author schema này. Thì đó lý do mình có cái new author request.body này. Cho mình tắt bớt đi. Đó, tắt bớt đi giải file. Rồi, cuối cùng là mình phải save vô database. Mình sẽ đặt tên một biến gọi là save author. Và đơn giản là await new author.save. Thì bây giờ nó sẽ, cái dòng lệnh này nó sẽ giúp mình save nó vào cái database. Và mình sẽ trả cái status lại. Mình sẽ trả cái save author. Tức là khi mà nó lưu thành công, mình sẽ trả vào cái thông tin của cái tác giả đó. Thì mình lưu lại. Và bây giờ mình chạy thử. npm start. Đó, thì bây giờ mình thử mình thêm tác giả coi. Bây giờ mình thêm bác Nguyễn Nhật Ánh đi. Nguyễn Nhật Ánh. Thì bây giờ nếu mình không cho cái year đi, thì để xem nó trả về cái gì. Thì bây giờ nếu mình không cho cái year, và mình bù lại mình cho bộ chiều cao đi. Hey. Mình cho đại là 170 đi. Và mình bấm send. Thì có vẻ là nó sẽ vẫn gửi được chứ không phải là nó từ chối. Nhưng các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có cái year của tác giả ở đây, là tại vì mình không có bỏ cái year vào. Và cũng như là cái head này mình bỏ vào nè, các bạn sẽ thấy là nó không hiện lên. Thì bây giờ khi mình vào cái database của mình, thì khi mình vào cái database của mình thì các bạn thấy là bác Nguyễn Nhân Ánh đây sẽ không có cái year, là tại vì mình không có thêm cái year và cũng như là không có cái head hồi nãy mình bỏ vào. Thì bây giờ mình sẽ xóa này đi. Mình sẽ gửi, nhưng mà bây giờ mình sẽ bỏ cái year vào. Thì cái year mình sẽ bỏ là năm 1955. Và mình gửi đi. Thì bạn sẽ thấy là bây giờ nó sẽ có cái year. Và nó sẽ là dạng số, nó không có hai cái mặt nháy. Thì bởi vậy các bạn thấy là nó sẽ biến thành dạng số cho mình ở đây. Thì bây giờ khi mình check cái database lại, refresh ở ngay đây nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy là sẽ có year, name này nọ và cái ID là dạng object. Ok. Thì các bạn cũng có thể, các bạn có thể thắc mắc là vậy nếu mà người ta gửi hay này nọ những thông tin bậy bạ hay là gì hết thì sao? Thì cái trước hết là cái database nó sẽ không nhận thông tin đó. Nó sẽ không nhận những thông tin nào ngoài những thông tin các bạn đã khai báo trong cái schema này. Nên các bạn không cần phải lo việc đó. Và tiếp đến là các bạn cũng có thể đảm bảo rằng người dùng người ta sẽ nhập name và year này nọ bằng cách là cho require true. Như thế này, như nãy mình nói, require true. Đó, thì bạn có thể đảm bảo là người dùng phải cần gửi những thông tin này bằng cách là xài require true. Thì bây giờ khi mình chạy lại cái server của mình, npm start. Đó, thì bây giờ khi mà mình thêm một tác giả mới, mình sẽ thêm bác 5K đi. Bác 5K sinh năm 1917 hết ta, mình chẳng nhớ nữa. Thì bây giờ nếu mình không thêm một cái đi, mình không thêm cái view này đi, nó sẽ báo lỗi cho mình. Đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ trả về bad request, là tại vì mình không có cái thằng view, mặc dù mình bảo là require true, thì bởi vậy nó sẽ báo lỗi. Đây, mình sẽ gửi lại cho bạn coi. Đó. Hồi nãy mình nó bị lỗi tại vì mình thêm dấu phẩy. Các bạn đừng thêm dấu phẩy làm sao nha. Khi nào các bạn có một cái mới thì các bạn mới thêm dấu phẩy. Còn nếu mà không thì các bạn đừng thêm dấu phẩy. Nhưng mà bây giờ mình gửi lại thì nó sẽ dùng bị lỗi. Là tại vì các bạn thấy nó ghi nè. Path year is required. Tức là cái year đó là cần có. Thì bởi vậy bây giờ mình thêm year 1917. Nhớ thêm dấu phẩy. Và bây giờ khi mình gửi, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện là thành công. Status 200 ok. Đó. Các bạn thấy nó hiện cái status 200 ok nè. Thì bây giờ khi mình check cái database của mình, refresh nó lại, thì các bạn thấy là bây giờ mình sẽ có hai tác giả ngay đây. Đó, thì đó là cách đầu tiên các bạn làm cái post request. Ok, thì tiếp tục thôi. Sẽ tắt cái này đi. Thì đó là post request. Thì tiếp đến là mình sẽ lấy tất cả tác giả. Mình sẽ dùng get request đi. Thì làm sao? Thì mình sẽ mở cái code mình lại. Thì tiếp đến mình sẽ cần một cái. Mình sẽ đặt là get all author. Tức là lấy toàn bộ tất cả luôn. Nó sẽ là một cái get request. Sẹt. Và tiếp theo là author controller. Bây giờ mình chưa có cái gì hết. Mình chưa có gì hết. Thì bởi vậy mình sẽ thêm cái controller trước. Mình sẽ đặt tên ở dưới đây.
get all authors, get all authors, async request response. Đó, chứ hết là mình sẽ để vậy thôi, để mình có thể thêm cái controller vào. Thì bây giờ khi mình bấm cái chấm này, các bạn sẽ thấy nó hiện get all authors ngay đây. Rồi ok, thì làm sao để lấy hết tất cả tác giả ở trong cái database của mình? Thì nó rất là đơn giản, mình sẽ bảo trong try catch tiếp, và nếu mà lỗi thì nó sẽ trả về status 500 JSON error. Rồi thì đơn giản là các bạn sẽ const author, tức là tất cả tác giả, và await, dùng một lệnh trong Mongoose đó là author chấm find. Thì file này các bạn không cần thêm gì hết, chỉ là chấm file thôi. Thì cái lệnh chấm file này nó sẽ giúp các bạn tìm những tất cả cái record mà trong cái author này, tức là cái author schema này nó, thì ở trong cái collection author nó sẽ trả lại cho các bạn. Thì các bạn có thể trả lại bằng rest status 200 chấm json author như thế này. Rồi thì bây giờ khi mình chạy lại npm start, thì các bạn nhớ đây là một get request nha. Thì bây giờ khi mình vào postman, mình sẽ phải thêm một cái request mới, là tại vì cái này là một cái request mới rồi chứ không phải là post request nữa. Thì mặc định nó sẽ là để get request cho các bạn rồi nên các bạn khỏi phải lo. Mình sẽ đặt tên nó là get all authors. Cái link sẽ vẫn là author bình thường, tại vì hồi nãy trong đây mình bảo là cái index, mình bảo trong cái route author của mình là sẹt thôi chứ không phải gì hết. Thì bởi vậy mình chỉ cần giữ nguyên vậy mà chỉ đổi post thành get thôi. Thì mình chỉ việc save và bấm send thì nó sẽ trả hai tác giả lại cho mình. Đó, thì cái thằng chấm file nó sẽ trả về hai tác giả cho mình. Rồi, tiếp đến mình sẽ phải get an author. Thì khi mà mình muốn lấy một tác giả thôi thì mình sẽ phải cần có cuốn sách nữa, là tại vì một tác giả như các bạn thấy trong cái demo là nó sẽ có thông tin của cuốn sách nữa, nhưng mà hiện tại mình chưa có cuốn sách nào hết. Thì bởi vậy mình sẽ dừng cái thằng author này ở ngay đây. Mình sẽ dừng author ngay đây. Và mình sẽ thêm, mình sẽ chuyển qua cái thằng book để mình làm. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái route mới. Mình đặt tên là book.js. Thì ở trên đây, trong cái controller này, mình sẽ tạo một cái file mới luôn, book.controller.js luôn. Thì cái này mình sẽ cần const, mình sẽ cần const book author bằng require từ cái model, tương tự như là cái thằng author controller luôn. Rồi mình sẽ đặt tên là book controller, và cuối cùng dưới đây mình sẽ phải module export nó book controller. Đó, thì trong cái book này mình sẽ phải thêm cái thằng router tiếp, require to express. Đó, rồi tiếp đó là mình sẽ phải thêm những cái route của mình. Thì bây giờ book thì trước hết mình phải thêm book, thêm được book tức là thêm cuốn sách, thì mình sẽ có một cái route gọi là add books. Thì các bạn có thể đoán là add có nghĩa là thêm, thêm thì sẽ là một post request. Thì bởi vậy mình sẽ dùng router.post add a book thôi, tại vì mình chỉ muốn thêm một cuốn sách thôi chứ không phải thêm nhiều cuốn sách. Add a book, router.post set book controller. Thì các bạn thấy là mình chưa có cái tên nào hết, mình sẽ đặt tên bên đây. Mình sẽ đặt là add a book đi. Đây, add a book. Thì nó sẽ là add a book luôn. Đó, đặt tên vậy cho nó dễ. Sẽ là một async request response. Đó. Thì mình có thể dùng nó bên đây chấm add a book. Và cuối cùng mình phải export cái module này. Đó, mình sẽ export nó như thế này. Rồi để mà xài nó thì mình sẽ vào index.js. Và tương tự trên đây mình sẽ phải require nó. Const, mình sẽ đặt tên nó là book route require. Sẽ nằm trong cái hàng route này và sẽ là book. Rồi tiếp đến mình sẽ xuống dưới đây để mình đặt tên cho cái route đó. Thì
cái author route mình đặt tên là set v1 set author rồi, thì thằng book mình sẽ tương tự vậy, mình sẽ đặt là set v1 set book và sẽ là cái book route này. Ok, thì mình sẽ tắt những thứ không liên quan nó đi, mình sẽ tắt này đi, tắt thằng author này đi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái book controller này, thì thêm cuốn sách vào nó sẽ tương tự như là thêm tác giả. Thì mình sẽ làm như sau, mình sẽ có một cái try catch, nếu mà bị lỗi sẽ là response status 500 json error. Rồi bây giờ cái logic nó tương tự như thằng author controller, sẽ là const new book bằng new book request.body, thì khúc này sẽ y chang cái thằng add author luôn. Rồi tiếp tục sẽ có save book, tức là sẽ lấy cái thằng new book này nè, save nó vào database. Và vì cái này là một cái hành động asynchronous, bởi vậy mình sẽ thêm await để cho nó có thời gian để nó lưu vào database cái đã. Thì nhưng mà nó chưa dừng ở đó. Bây giờ nếu mình check cái model nè, các bạn thấy là cái thằng book này nó có gì? Book này sẽ có author, cũng tương tự như là author sẽ có book. Thì khi mà mình tạo một cuốn sách, mình sẽ muốn cuốn sách đó nó có tác giả hay không, thì mình sẽ phải thêm tác giả vào. Và tương tự là tác giả sẽ nhận lại cuốn sách đó bên kia. Thì bởi vậy book controller này mình sẽ thêm một cái nữa là nếu request.body.author. Thì cái if này có nghĩa là sao? If request.body.author có nghĩa là khi mà người phía client á, người ta có cho cái tác giả vào cuốn sách này, người ta có cho cái object ID của tác giả vào cuốn sách này, thì mình sẽ chạy cái lệnh như thế sau. Thì đó là cái if của mình. Thì nếu cuốn sách này có tác giả thì mình sẽ cần phải làm gì? Mình sẽ cần phải tìm cái tác giả đó. Mình sẽ cần phải tìm cái tác giả đó, cái author này nào, mình tìm tác giả đó để mình có thể mình thêm cái cuốn sách đó vào cái array này. Một lần nữa nha, nếu mà mình có tác giả thì trước hết mình sẽ phải tìm tác giả đó và mình thêm cái cuốn sách đó vào cái tác giả này ở trong cái mục books này nè. Đó. Thì sẽ là như sau. Const author. Thì để tìm tác giả bằng cái cuốn sách thì sẽ dùng author chấm. Thì nãy mình đã chỉ các bạn cái lệnh là find rồi. Thì find thì các bạn cũng có thể thêm một mục là id ở trong đây để làm. Các bạn thể làm như sau. ID và tiếp tục là cái request.body.author ID request.body.author. Đó, thì cái lệnh này có nghĩa là nó sẽ tìm cái ID cho cuốn sách. Thì các bạn có thể thắc mắc là cái sạc ID này đâu ra. Thì khi các bạn coi lại cái database á, các bạn thấy là mỗi khi các bạn tạo bất cứ cái gì hết thì cái thằng MongoDB nó sẽ cho bạn một cái ID này ở ngay đây. Đó, thì đó lý do mình có cái set ID này. Thì cái gạch ID request body author có nghĩa là gì? Tức là trong cái mục author này mình sẽ đi tìm cái ID nào mà match với lại cái request body author. Tại các bạn nhớ là cái thằng author này là cái ID thôi chứ không phải là tên tác giả nha. Cái author này là cái ID. Đó, tại vì trong cái model nè, mình bảo nè, author của thằng book schema là một cái dạng mongoose schema type object ID. Thì bởi vậy cái trong author này chỉ là một cái ID thôi. Các bạn có thể xài như thế này, hoặc là các bạn có thể xài một lệnh ở trong Mongoose là find bind ID. Thì cái này rất là gọn hơn. Thì là request.body.author. Đó. Thì tiếp đến, như mình nói, sau khi mình đã tìm ra được cái tác giả rồi, mình sẽ phải thêm cuốn sách đó vào cái tác giả. Thì để làm như vậy, mình sẽ dùng author.update1. Tại vì mình chỉ có một tác giả thôi, thì bởi vậy mình sẽ xài cái update one này. Thì cái update one này nó sẽ update cái thằng author chỉ duy nhất một cái thôi, là update one. Thì mình sẽ xài một lệnh gọi là push. Mình xài push là tại vì cái này nó là một cái array như các bạn đã thấy. Thì push vào gì? Books. Và sẽ là cái save book ID. Và mình sẽ phải xài await tại vì cái này tốn thời gian. Ok, thì để mình giải thích cái code này lại. Thì trước hết, if request.body.author có nghĩa là nếu cuốn sách này người ta có cho cái ID của tác giả vào, thì việc đầu tiên của mình là mình sẽ phải tìm cái tác giả đó.
Sau khi tìm cái tác giả đó, mình sẽ phải update cái tác giả bằng cách là mình thêm cái cuốn sách, cái ID cuốn sách này nè, là safebook.id ở ngay đây. Mình sẽ phải thêm cái ID cuốn sách đó vào cái mục books của tác giả. Tại vì các bạn thấy là trong cái model này của mình, cái tác giả mình có cái mục books này nè, nó là một cái array. Thì bởi thế cái thằng update one push nó có tác dụng là nó thêm cái ID cuốn sách đó vào cái mục đó cho mình. Đó là lý do. Thì sau khi xong hết rồi, mình có thể bấm rest status 200 chấm json save book. Đó, thì bây giờ thì mình tắt cái server và mình chạy lại. Ok, thì bây giờ để mình test thử, mình sẽ tạo một cái folder mới. Mình đặt tên là, đặt tên folder đó là book. Và mình sẽ thêm một cái request, sẽ là post request. Và mình sẽ đặt tên đó là add a book http save book như thế này. Và mình trong cái body này mình sẽ cần phải có gì? Bấm raw json. Thì để mình check cái model của mình lại. Thì mình sẽ cần phải có name, publish date, genre và author. Thì đầu tiên tên, mình sẽ lấy tên tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Rồi, publish date, publish date. Thì publish date là ngày 9 tháng 12 năm 2010. Tiếp tục là mình sẽ có genre và author. Thì genre, genre là một cái array, thì mình sẽ chỉ đơn giản thêm array và mình bảo nó là dạng tiểu thuyết đi, novel. Rồi mình sẽ bổ thêm romance gì đó tùy các bạn muốn. Và cuối cùng là author. Cái quan trọng là cái author nè. Để mình có thể liên kết hai cái liên quan tới nhau. Thì cái author nó sẽ là một cái object ID. Thì bởi vậy mình sẽ lấy ID của cái author bên đây. Để mình get all author đi. Rồi mình sẽ lấy ID của bác Nguyễn Nhân Ánh là cái này nè, set ID nè, lấy nó, copy nó và trong đây mình sẽ bỏ vào. Đó. Thì bây giờ khi mình send thì nó sẽ trả về cho mình như thế này. Thì các bạn thấy nó sẽ thêm author cho mình. Thì bây giờ khi mình check cái database, mình refresh nó một cái. Bây giờ mình vào thằng book, mình sẽ có một cuốn sách và cái author là dạng object ID ngay đây. Và khi mình vào author và mình vào bác Nguyễn Nhật Ánh, bác Nguyễn Nhật Ánh ở ngay đây, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái book ở trong đây. Đó. Thì bây giờ khi mà mình, giờ bộ mình muốn coi cái chi tiết của tác giả, mình sẽ thấy cuốn sách tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ở ngay đó, thì nó rất là tốt. Thì bây giờ khi mình get author lại, các bạn sẽ thấy là ở bác Nguyễn Nhật Ánh sẽ có thêm một cái cuốn sách là book ngay đây nữa, thì nó hoạt động rất là tốt. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm thêm một cái route nữa, đó là cái route lấy tất cả cuốn sách. Get all books. Thì các bạn có thể đoán là mình sẽ xài cái thằng find y chang như là cái thằng out, như là cái thằng author control, author controller luôn. Thì mình sẽ đặt tên là get all books async request response. Sẽ bỏ trong try catch tiếp. Ok, JSON sẽ là error. Rồi, thì trong đây chỉ đơn giản là const all books bằng await book.find. Rồi, thì bây giờ mình chỉ cần trả về rest.status 200 JSON all books là xong. Nhưng mà các bạn nhớ là phải vào cái thằng route lại để các bạn có thêm cái route đó nha. Chứ không là quên đó. Get all books writer.get book controller chấm get all books như này. Rồi bây giờ mình sẽ tắt và mình bật lại npm start. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái request mới là get all books
nó sẽ là này. Và bây giờ khi nhấn send, nó sẽ trả cho mình một cuốn sách duy nhất là Tôi thấy hoa vàng chưa có xanh và tên của tác giả luôn. Ok, rất là tốt. Thì đó là chức năng post và get đơn giản. Thì tiếp đến mình sẽ có chức năng get, nhưng mà sẽ là get chi tiết một cuốn sách hoặc là get chi tiết một tác giả. Thì bây giờ mình sẽ vào tác giả trước. Mình sẽ tắt bớt đi. Mình sẽ dùng author controller này. Và mình sẽ thêm một cái route là get an author. Reader.get. Thì để mà lấy một tác giả duy nhất thì mình sẽ cần phải có ID của tác giả đó. Thì ID mình sẽ dùng 2.id này. Tức là mình chỉ muốn lấy một cái tác giả đó thôi, thì mình sẽ cần duy nhất một cái thông tin liên quan tới tác giả. Và cái primary key của mình ở đây chính là cái ID của tác giả đó. Thì mình sẽ có author controller chấm. Mình chưa có này, nhưng mà mình sẽ đặt tên nhất là get an author. Đó là cái tên mình sẽ đặt. Thì bây giờ mình sẽ vào cái author controller này. Mình tạo một cái mới. Get an author. Get an author. Nhớ đảm bảo là đúng tên nha. Request response. Try catch tip. Respond. Chấm status 500 error. Đó, thì bây giờ get an author nó sẽ như thế nào? Thì get an author có nghĩa là mình chỉ cần muốn có cái thông tin của tác giả thôi, duy nhất một tác giả thôi, chứ không phải là lấy hết. Thì bây giờ mình sẽ làm const author. Thì const author này sẽ là gì? Const author này sẽ là await. Mình sẽ đi tìm tác giả đó. Author.find. Thì như các bạn nhớ hồi nãy là cái author.find này nè, là nó sẽ tìm hết tất cả mọi tác giả luôn, chứ không phải là một tác giả. Nó sẽ tìm hết tất cả mọi tác giả luôn. Thì đó là author.find. Nhưng mà để tìm một tác giả nhất thì mình sẽ xài cái thằng này, find by ID. Đó. Thì tương tự với thằng sách, đó sẽ là find by ID. Thì các bạn thấy thắc mắc là ID đâu ra? Thì các bạn nhớ là khi mà mình cho cái route này nè, mình sẽ phải sẹt rồi cái ID của tác giả ngay đây. Thì mình sẽ cần lấy cái ID này ra. Thì bởi vậy mình sẽ có là request.params.id. Thì chấm params này là cái hai chấm đó, còn cái ID này là cái tên của mình. Giả bộ nếu mình đặt ở đây là author thì mình sẽ phải sửa cái này là chấm author, kiểu như thế. Thì đó là get an author. Thì cái này nó sẽ giúp mình là lấy tác giả thôi. Thì bây giờ mình có thể mình response status 200 JSON author cho các bạn coi. Ok, thì bây giờ mình sẽ npm start lại. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thêm một cái author mới. Không phải thêm một author mới mà thêm một cái request mới. Cái tên của nó sẽ là get an author, một cái dễ nhất. Và các bạn nhớ là mình sẽ cái ID của tác giả, thì bởi vậy mình sẽ cần có ID của tác giả. Giả bộ mình muốn lấy thông tin của bác Nguyễn Nhân Ánh thì mình sẽ lấy cái ID của bác Nguyễn Nhân Ánh ở ngay đây. Và mình bỏ lên cái URL của mình như thế này. Và bây giờ khi mình send nó thì nó sẽ trả lại duy nhất bác Nguyễn Nhân Ánh thôi, chứ không trả về bác Nam Cao. Đó, thì nó chỉ trả về duy nhất bác Nguyễn Nhân Ánh thôi. Nhưng mà mình muốn thêm, mình không muốn nó chỉ hiện cái books này thôi. Mình muốn nó có phải thêm là cái books này là gì, tên gì này nọ, tất cả thông tin về cái books luôn. Tại vì cái này là cái thông tin của tác giả thì mình muốn nó kỹ hơn nữa. Thì do lúc đầu mình xài cái hàng ref này nè. Do lúc đầu mình có xài cái hàng ref author với lại ref book này nè. Thì bây giờ mình có thể xài một cái lệnh. Thì cái lệnh đó là cái lệnh populate ở trong Mongoose. Thì mình sẽ bấm populate ngay đây. Và tiếp tục nó sẽ cho mình biết là populate, mình muốn populate cái gì. Thì mình muốn populate cái books thì mình sẽ phải populate books. Thì cái chữ books này nè là nó được lấy từ cái books ở ngay đây. À, thì cái books này nó sẽ được lấy từ cái books này ngay đây. Đó, cái populate sẽ lấy được cái books này ngay đây. Từ con author nè, books. Thì đó là cái lý do mình sẽ là books ở ngay đây. Ok, thì bây giờ mình chỉ cần thêm như thế thôi. Và mình chạy lại. Thì bây giờ khi mình gửi cái request lại, đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ cho mình toàn bộ thông tin về cái books, là tại vì nhờ vào cái lệnh populate đó. Thì đó là lý do lúc đầu mình xài cái dùng cái ref đó, để lý do là mình có thể dùng cái xài lệnh populate này. Thì đó là get an author. Thì tương tự, nếu
mình cho cái của bạn năm cao và mình cho get an author, bỏ cái ID của bạn năm cao lên đây thì nó sẽ chỉ hiện tên của bạn năm cao và bút thì chưa có. Ok rồi, mình sẽ quay về đây để xem mình cần làm gì tiếp. Thì đó là get an author. Thì tương tự mình sẽ làm get a book, tức là một cuốn sách duy nhất. Thì mình sẽ vào cái book controller này, mình tắt đi những thứ liên quan tới author và mình thêm một cái là get a book, tức là mình chỉ cần cuốn sách thôi. Thì lúc này các bạn nhớ là cái cuốn sách của mình, bây giờ mình cho các bạn coi lại nè, get all book đi. Thì bây giờ cuốn sách của mình nó chỉ có author thôi, chứ nó không có cái thông tin gì về tác giả. Thì mình muốn là cái thằng get a book của mình nó sẽ hiện luôn thông tin về tác giả. Thì các bạn có thể đoán là mình sẽ làm tương tự, là mình sẽ dùng cái lệnh get, mình sẽ dùng cái lệnh populate. Thì get a book async request response. Các bạn sẽ thấy nó báo lỗi ngay đây là tại ở chỗ này mình thiếu dấu phẩy. Đó, try catch. Đó, thì mình copy paste cái này luôn. Rồi, thì get a book thì nó sẽ tương tự như là cái kia, nó sẽ có cái ID của cái book đó. Thì mình sẽ cần const book bằng await book.findbyID. Thì mình sẽ cần cái rest request params.id và populate. Thì cái tên, các bạn tìm cái tên như hồi nãy mình nói, các bạn sẽ vào model. Thì trong cái book này mình đặt tên cho này là author, thì bởi vậy mình sẽ cần phải populate author. Và cuối cùng mình sẽ trả nó về status 200 JSON book. Đó. Và bây giờ mình phải vào cái route book này, tại vì mình chưa có route cho nó, sẽ là get a book router.get ID book controller. Thì bây giờ mình sẽ cần get a book ngay đây. Thì bây giờ mình sẽ chạy và test nó lại. npm start. Các bạn nhớ là phải chờ cho nó có chữ connected to MongoDB nha, chứ đừng có hấp tấp. Thì bây giờ mình sẽ tắt bớt đi và mình tạo một cái request mới. Mình đặt tên là get a book HTTP request. Và mình cần có cái ID của cái book. Thì mình chỉ có một cái book thôi, là cái book tôi thấy hoa vàng cho có xanh. Mình sẽ lấy cái ID này, mình sẽ bỏ trên đây, send. Thì bạn sẽ thấy là bây giờ nó sẽ trả về author và tên là bác Nguyễn Nhân Ánh ngay đây. Và nó chỉ có một tác giả duy nhất thôi, thì nó không phải là array, nó chỉ là một tác giả duy nhất thôi. Đó. Thì đấy là cách mà các bạn get và post là hai chức năng cơ bản nhất. Thì tiếp đến mình sẽ dùng cái update, cái lệnh update có nghĩa là thay đổi cái record đó. Ví dụ mình muốn thay đổi tên của tác giả thì sao, kiểu như thế. Và thay đổi tên của cuốn sách thì sao. Thì bây giờ mình sẽ dùng thay đổi cuốn sách trước đi. Thì mình sẽ update a book. Thì mình chỉ muốn thay đổi một cuốn sách thôi. Đó, mình chỉ muốn update một cuốn sách thôi. Thì bởi vậy mình sẽ dùng router. Thì để mà update mình sẽ dùng một cái lệnh gọi là put. Đó, put nha. Và tiếp tục cái route của nó sẽ là ID tiếp. Tại vì mình cần có cái ID của cái cuốn sách để mình biết là mình cần thay đổi cái gì. Book controller. Thì mình chưa có cái function này, thì mình sẽ đặt tên nó là update book. Hiện tại chưa có, thì bởi vậy mình sẽ tạo update book. Thì mình sẽ đặt là update book async crash response. Tiếp tục try catch như mọi khi. Rồi, copy cái phần này luôn. Rồi, thì làm sao để các bạn có thể update nó? Thì để update một cuốn sách, các bạn trước hết là phải tìm cuốn sách đó trước cái đã. Thì để tìm cuốn sách đó thì các bạn có thể dùng const book bằng await book chấm findbyid và request chấm params chấm id thì để tìm cuốn sách đó. Rồi tiếp đến thì để update các bạn sẽ dùng cái lệnh gọi là update one await book chấm update one. Thì lúc hồi nãy các bạn cũng đã thấy cái lệnh này khi mà các bạn thêm cái cuốn sách vào tác giả. Rồi, thì các bạn cũng đã thấy cái lệnh update one này ngay đây rồi. Đâu rồi? Update one. Hình như là ở trong cái book controller luôn. Đây, các bạn đã thấy được cái lệnh update one này ở ngay đây rồi.
Thì cái push này là chỉ dành cho array thôi, thì bởi vậy mình sẽ không xài cái push này. Thì bây giờ mình sẽ có await book update one. Update one. Thì cái lệnh mình sẽ xài ở đây là lệnh set. Tức là bây giờ mình sẽ set tất cả những gì là request body. Đó, rồi bây giờ mình sẽ trả lại rest.status 200. Mình sẽ chỉ đơn giản trả lại cái message là updated successfully, tức là update thành công thôi. Rồi. Thì cái update one này mình sẽ set những gì mà mình gửi lên, tức là mình sẽ update những gì mà mình gửi lên. Bây giờ mình cho các bạn coi. npm start. Ok, thì bây giờ mình vào đây mình thêm một cái request mới. Cái request này mình sẽ đặt tên là update book. Và đây sẽ là một cái put nha, các bạn nhớ sẽ đặt là put. Và cái mình cần có cái ID của cái book, thì đây là ID của cái book. Đó, thì bây giờ mình sẽ cần phải có cái body để mình biết là mình thay đổi cái gì. Thì mình sẽ thay đổi cái tên của nó. Thì cái tên đó lúc đầu là tôi thấy hoa vàng nhưng có xanh, mình sẽ đổi là tôi thấy hoa bưởi trên có xanh đi. Ok, mình đặt tên cho vui vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Tôi thấy hoa bưởi nhưng có xanh. Thì bây giờ khi mình save và mình bấm send, nó sẽ báo là updated successfully. Và khi các bạn bấm get all books lại, đó, thì lúc đầu nó sẽ là cái này nha. Mà bây giờ mình send lại, các bạn thấy là nó sẽ ghi là tôi thấy hoa bưởi nhưng có xanh, là các bạn đã update nó thành công rồi. Thì đó là cái lệnh put và update như thế này. Ok, thì đó là update book. Tương tự mình sẽ làm update author, tức là cập nhật tác giả. Update author mình sẽ đặt tên là update author async request response. Thì cái lệnh này nó sẽ tương tự với cái bước này, thì mình sẽ copy paste thôi. Copy paste thằng này đi. Rồi mình chỉ cần thêm tắt vài thứ thôi. Rồi. Thì thay vì book mình sẽ đặt tên là author. Tương tự thay vì book ở đây sẽ là author. Và nó sẽ là author ở cái đấy. Và cuối cùng là tương tự y chang vậy. Đó, hai cái y chang nhau luôn. Thì bây giờ mình bấm author. Mình sẽ thêm một cái route mới là update and author router chấm put id author controller. Thì bây giờ sẽ là update author. Thì mình sẽ test tiếp. Các bạn phải test những cái API này thường xuyên, tại mất công một cái bị lỗi thì nó rắc rối lắm. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái request mới, cái put request, đặt tên nó là update author. Thì mình sẽ cần phải có cái ID của author đó. Thì bây giờ mình sẽ get all để mình tìm cái ID của author. Mình sẽ lấy ID của bác Nguyễn Nhân Ánh. Đó, thì bây giờ mình có thể đổi tên này nọ cái kiểu. Bây giờ ví dụ mình đổi tên bác Nguyễn Nhân Ánh lại thành là bác Nguyễn Nhật Ánh updated đi, đổi tên. Bây giờ mình khi mình send, nó sẽ báo là updated successfully. Và khi mình nhấn get all author, các bạn có thể đoán là sẽ thêm chữ updated ngay đây. Đó. Và mình sẽ đổi lại để tôn trọng tên của bác. Đó. Thì send và get author lại, nó sẽ biến mất đi. Đó. Thì đó là cái lệnh update. Thì cái lệnh update này nó khá là đơn giản, không có gì phức tạp hết. Thì tiếp đến sẽ là delete, tức là xóa. Thì cái này là cái khó nhất ở trong đây, sẽ là xóa. Thì mình sẽ xóa gì trước đây? Chọn đây, mình sẽ chọn sách hay là tác giả trước. Thì mình sẽ chọn xóa sách trước đi. Xóa sách. Thì mình tắt bớt đi cái. Thì mình book này, mình sẽ có lệnh là delete a book router. Thì để xóa, mình sẽ phải dùng lệnh delete. Và tương tự mình sẽ cần phải có cái ID của cái book đó. Book controller. Mình sẽ đặt tên cho nó là delete book. Và trong cái book controller này mình sẽ thêm một cái đây gọi là delete book. Ok, sẽ có try catch
status 500 error. Rõ cái này riết là các bạn quen luôn đó, error. Ok, thì trước hết để có cuốn sách thì mình phải tìm cuốn sách đúng không? Tìm cuốn sách xong rồi mình phải delete cuốn sách. Quá đơn giản. Nhưng mà nó không dừng tại đó. Thì nếu mình await book thì ở trong Mongoose nó có một lệnh gọi là find by ID and delete. Ngay đây nè, find by ID and delete. Thì cái lệnh này nó sẽ giúp mình handle hết tất cả. Mà chỉ cần bấm là request.params.id. Thì bây giờ khi mà mình nhấn cái này, nó sẽ tìm cái ID này, là cái ID mà người cái RAM của nó đó. Và nó tìm cuốn sách đó và nó xóa khỏi cái database của mình. Nhưng câu chuyện không dừng tại đó. Là tại vì các bạn nhớ là trong cái module này nè, hay là để mình bấm trên cái database luôn cho các bạn dễ nhìn. Đây, thì đây là cuốn sách. Nếu các bạn xóa một cuốn sách ở ngay đây, nếu các bạn xóa một cuốn sách ở ngay đây, thì đồng nghĩa với việc là cái người tác giả này, người ta có phải mất một cuốn sách ở ngay đó luôn. Đó, nó phải mất một cuốn sách ở ngay đây luôn. Chứ nếu các bạn xóa sách ở đây mà bạn không xóa sách ở ngay đây thì nó đã có ý nghĩa gì? Thì khi mà các bạn tìm tác giả thì nó sẽ không có thông tin cuốn sách ở trong đây. Thì bởi vậy các bạn sẽ không chỉ dừng lại tại cái việc mà find, bind, id and delete ở ngay đây, mà các bạn cũng phải cân nhắc cái việc là phải xóa cuốn sách đó ra khỏi cái author. Thì để làm như thế, mình sẽ làm như sau. Mình sẽ await author. Thì mình sẽ dùng một cái lệnh gọi là update many. Thì hồi nãy mình đã cho các bạn coi lệnh update one. Thì update one là chỉ update được một cái record duy nhất thôi, là chỉ duy nhất một cái. Còn update many này sẽ là nhiều cái. Thì ví dụ người tác giả này, người ta có nhiều cuốn sách và trong đó nó có cuốn này, thì bởi vậy mình sẽ dùng cái update many ngay đây. Thì cái update many này trong đây sẽ có gì? Trước hết là nó sẽ có cái filter, tức là cái thứ mình cần tìm. Thì mình cần tìm những cuốn sách mà có cái ID này, chấm ID. Thì đó là thứ mình cần tìm. Và tiếp đến là mình muốn làm gì? Tại vì các bạn nhớ là cái books của author là một cái array. Đây, cái books là một cái array. Đây, cái books là một cái array. Thì bởi vậy mình sẽ phải lấy nó ra khỏi cái array. Thì lúc đầu mình lấy nó vô là mình dùng cái lệnh push. Ngay đây nè. Lúc nào mình lấy nó vô là mình dùng cái lệnh push ngay đây. Thì để lấy nó ra thì mình sẽ dùng cái lệnh là pull. Thì phải pull. Thì mình sẽ phải có điều kiện là pull skill ra. Mình sẽ pull những cuốn sách mà có request.params.id. Params.id. Đó. Thì đó là mình cách mình lấy ra. Và mình sẽ qua đây. Mình theo dõi chấm vẫy. Ok. Và cuối cùng, sau khi mà nó đã xóa xong, mình sẽ bấm rest.status 200 JSON deleted successfully. Ok, thì bây giờ để mình giải thích lại. Thì trước hết cái lệnh này nó rất là đơn giản, find by ID and delete, tức nghĩa là tìm cái ID cuốn sách và xóa cuốn sách đi, xong hết phim. Nhưng mà nó không dừng tại đó, là tại vì cái author của mình nó chứa những cuốn sách. Cái author của mình nó có những cuốn sách trong đây, thì bởi vậy mình phải dùng một cái lệnh nào đó để lấy cuốn sách đó ra. Thì cách để lấy cuốn sách đó ra là mình dùng lệnh update many, sẽ tìm những cái mà có books liên quan tới cái request.params.id này, tức là những cuốn sách mà có cái ID này. Thực chất chỉ có một cuốn sách thôi, nhưng mà mình cứ update many cho chắc. Và tiếp tục là mình pull nó ra, tức là mình lấy nó ra khỏi cái array đó như thế này. Thì bây giờ mình sẽ test thử npm start. Và cái này là delete book, để mình coi cái route đúng chưa. Delete book, ok. Thì bây giờ mình sẽ vào postman time request delete book delete http book, và mình sẽ phải lấy cái tên, cái ID của cái book. Thì mình sẽ lấy cái này đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ xóa cái book đó nha. Mình sẽ xóa nó sẽ báo là deleted successfully. Bây giờ khi mình get all books, các bạn sẽ thấy nó biến mất. Và quan trọng là bây giờ khi mà mình get author, cụ thể là bác Nguyễn Nhân Ánh, xem nó còn cái book đó không. Bây giờ mình sẽ bấm get an author, thì các bạn sẽ thấy là nó không còn cái book đó nữa. Và khi mình get an author đi, get an author, các bạn sẽ thấy là cái book không còn nữa, nó không có thông tin gì có cái book nữa. Thì đó là lý do mình sẽ phải dùng cái update many. Thì tương tự khi bạn check trên cái database này, các bạn sẽ thấy là nó không còn cái book đó nữa. Đó, không còn cái book nữa. Cũng tương tự là trong cái book này,
sẽ không còn luôn. Đó, nhưng mà bây giờ để mình thêm cái bút nó vô lại. Tại vì để hồi mình có test này nọ nữa thì mình sẽ thêm nó vô lại. Thì bây giờ khi mà mình get all books thì nó sẽ vẫn hoạt động bình thường, nó hiện cái này ra. Ok. Thì đó là delete cuốn sách. Tiếp đến mình sẽ muốn xóa tác giả. Thì mình xóa sách rồi thì giờ mình xóa tác giả luôn. Mình sẽ vào author ngay đây. Delete author. Router.delete. Mình sẽ cần ID của author. Author controller. Delete author. Chưa có cái này mình sẽ tạo nó. Mình sẽ tắt bút đi. Author controller. Delete author. Author. Nhớ là cho nó đúng tên nha. Async fresh response. Tiếp tục try catch. Response status. Response status 500. JSON error. Thì cái này nó cũng khá tương tự cái thằng delete book, nghe đúng tên delete. Ok, thì trước hết mình sẽ find by ID and delete await author. Chấm find by ID and delete. Tương tự như là cái thằng book hồi nãy luôn. Thì sẽ là request.params.id. Thì cái này nó sẽ giúp mình xóa tác giả đi. Rồi bây giờ để mình vô đây cho các bạn coi lại. Thì bây giờ nếu mà mình xóa tác giả đi thì sao? Khi mà mình xóa tác giả đi, mất tác giả này đi, bây giờ mình xóa bác nguyên nhân ảnh đi, thì tương tự trong cái books của mình, cái phần author này nè, không được có cái ID của bác nguyên nhân ảnh nữa, phải mất đi, thì mình sẽ làm như sau. Thì trên cái này, mình sẽ phải await book. Tại vì mình muốn lấy tác giả ra khỏi book thì bởi vậy mình phải xài thằng book chứ không phải là xài author. Book.update many tip. Thì mình muốn tìm gì? Mình muốn tìm author. Mình muốn tìm tác giả mà có params.id. Và tiếp đến mình sẽ không xài, mình không xài được cái lệnh pull là tại vì mình không có cái array ở trong cái thằng book này. Mình xài cái lệnh pull này là tại vì nó là một cái array, cái books là một cái array thì bởi vậy mình xài được lệnh pull. Còn cái thằng author này mình không xài được lệnh pull là tại vì mình không phải là array, thì bởi vậy mình chỉ đơn giản là mình cho cái author này thành no. Tại vì các bạn nhớ là mỗi cuốn sách chỉ có một tác giả thôi, thì bởi vậy khi mà mình tìm được cái tác giả mà mình muốn xóa rồi thì mình chỉ cần cho cái cuốn sách đó không còn tác giả nữa là xong. Thì bởi vậy mình sẽ có author là bằng no. Và cuối cùng mình sẽ trả cái status 200 JSON deleted successfully. Đó. Thì mình sẽ tắt. Và mình chạy lại. Delete author. Delete author. Ok, đúng tên rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào đây. Và mình thêm một cái request, mình sẽ tắt bớt đi, nhìn nó quá trời luôn. Ok, và cái request này mình sẽ đặt tên là delete author. Đây là lệnh delete. Và mình cần cái ID của tác giả. Thì mình sẽ lấy ID của bác Nguyễn Nhật Anh. Và mình sẽ xóa bác đi. Send. Sẽ báo là deleted successfully. Thì bây giờ khi mình get all author, các bạn sẽ thấy là sẽ chỉ còn bác Nam Cao thôi chứ không còn bác Nguyễn Nhật Anh nữa. Và bây giờ khi mình bấm get all books, thì bây giờ các bạn thấy là cái hoa vàng trên con xanh này không có tác giả nữa, nó sẽ là no, tức là không có ai trong đây hết, no. Ok, thì bây giờ gần như đó là toàn bộ cái REST API của mình rồi. Bây giờ mình chỉ có việc là mình test nó thôi. Bây giờ mình sẽ thêm bác Nguyễn Nhật Anh lại. Nguyễn Nhật Anh. Và năm là 1955. Mình thêm bác vô lại. Mình lấy ID của bác. Và bây giờ khi mình thêm cuốn sách. Mắc biết. Không nhớ rõ năm cho lắm. Hình như là năm 1990 phải. Mình chẳng nhớ. Romance luôn đi. Author. Bây giờ sẽ là cái ID của bác Nguyễn Nhật Anh. Và post. Ok, bây giờ get all books hoạt động đúng nè, có hai cuốn sách.
Và bây giờ mình thêm một cuốn sách nữa cho bác năm cao luôn, cho công bằng. Đó, bây giờ mình lấy ID của bác năm cao. Mình thêm một cuốn sách cho bác năm cao. Đảo hạt đi. Năm 1000. Mình không nhớ nên năm 1000 à, cho đại năm 1940 hay đi, mình không rành. Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm save và thêm. Thì bây giờ get all books sẽ có ba cuốn sách tổng cộng. Đó. Và lão hạt. Bốn cuốn sách tổng cộng chứ. Mình sẽ lấy cuốn sách lão hạt. Đó thì sẽ hiện là lão hạt, tên tác giả là Nam Cao. Đó. Rồi tương tự, bây giờ mình muốn get an author thì mình sẽ lấy bác Nguyễn Ánh trước. Get an author. Đó, thì bác Nguyễn Ánh sẽ có một cuốn sách mắc biết. Ok, thì đó là cái project của tụi mình. Qua project này tụi mình đã tạo được một cái REST API đơn giản với author và book này nọ. Thì ok, hẹn gặp các bạn ở outro nha. Bye bye. Ok, thì đó là video của ngày hôm nay. Thì thông qua cái video này, các bạn đã tìm hiểu về cách xây dựng một cái REST API thông qua Express, Mongoose và MongoDB, cũng như là cách setup MongoDB. Thì nếu bạn nào thấy video này hữu ích, thì nhớ cho mình một like và subscribe nha. Còn, bye bye.